cái đường lối đối ngoại của chúng ta là trường phái riêng, tạm gọi là cây tre Việt Nam được không? Hôm nay để xin thêm ý kiến các đồng chí. Mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn, vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người, để biết tiến, biết thoái, lạt mềm buộc chặt, mềm nắn thì rắn buông. Ưu tiên duy trì ổn định và giữ đà quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời xử lý các khác biệt về vấn đề này mới nảy sinh trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, kiểm soát bất đồng dựa trên luật pháp quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển bền vững của đất nước.